Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mai Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc loa di động thuộc hãng Clip, danh tiếng của Mỹ. Mình sẽ nói đôi chút về hãng âm thanh hàng đầu này, vì những sản phẩm đến từ thương hiệu Clip còn khá xa lạ với một số người nghe. Đã có tên tuổi từ lâu, hãng Clip lần đầu đem âm thanh của mình đến người nghe từ năm 1946. Công trình sản xuất loa khá là bài bản và chủ yếu bán ra các sản phẩm có chất lượng âm thanh cao cấp, có độ trung thực rất cao. Hôm nay, Mai Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc loa di động Clip Geek. Đây là hộp của sản phẩm. Phía trước là hình của Clip màu trắng. Phía bên phải hộp có in một số phụ kiện kèm theo loa và các tính năng như kết nối Bluetooth, NFC và FS. Phía sau là thông tin của loa với nhiều thứ tiếng khác nhau. Còn mặt ở bên đây các bạn có thể thấy Clip có rất nhiều màu sắc, nhưng đợt hàng này Mai Nguyên chỉ có màu trắng và màu đen. Các màu khác sẽ có trong đợt hàng tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ khui hộp. Đây là chiếc loa Clip Geek của chúng ta và toàn bộ phụ kiện kèm theo. Một dây cáp micro USB. Một dây cáp audio 3.5. Chấu 2 và 3 đầu. Adapter sạc. Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng loa. Túi đựng loa. Và đây là túi đựng phụ kiện có kích thước nhỏ hơn. Clip Geek có thiết kế dạng hình chữ nhật nhưng được cách điệu bao tròn ở cạnh bên. Mặt trước là bộ driver của loa ẩn mình sau lớp lưới kim loại. Ở phía dưới là logo của Clip. Các bạn có thể kéo nó ra như thế này để làm chiếc loa trở nên độc đáo và chắc chắn hơn khi mà chúng ta nghe nhạc có âm bass cao. Phía sau là hệ thống âm bass của loa. Phía trên là nút điều khiển âm lượng và đèn tín hiệu lượng pin. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò điều khiển Bluetooth cho loa. Để kết nối LC, các bạn chạm thiết bị này với loa ở ngay đây. Ngay ký hiệu NFC. Bên hông loa, khi chúng ta tách chân đế loa ra thì chúng ta sẽ thấy được nút nguồn, cổng micro USB và cổng audio 3.5. Chân đế được bao phủ một lớp cao su có độ ma sát rất cao để giữ cố định cho loa. Khi các bạn nghe các thể loại âm nhạc có âm bass khá mạnh thì nó cũng không bị dịch chuyển. Clip Geek có khả năng nghe nhạc lên đến 12 giờ liên tục với âm thanh khá chi tiết, âm mix trong trẻo và âm bass trầm ấm. Geek tương thích với tất cả các thiết bị được trang bị Bluetooth và kết nối trực tiếp thông qua cổng audio 3.5. Loa có thiết kế độc đáo và âm thanh chất lượng cao, Clip Geek sẽ không làm thất vọng các khách hàng quan tâm và chọn mua sản phẩm. Hiện Geek đang có mặt tại các hệ thống cửa hàng của Mai Nguyên. Các bạn có thể đến cửa hàng để trải nghiệm trực tiếp âm thanh của sản phẩm độc đáo này. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy truy cập vào website mainguyen.vn. Xin cảm ơn các bạn.